Mời các bạn like và đăng ký kênh để đón nhiều video tiếp theo của mình nhé Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Chơi Mobile nha Hôm nay em có một số máy mới giới thiệu mọi người nha à, Trong video trước thì em còn một vài cây Trong video này em lên vài cây đến cho mọi người nha à, Mọi người mua máy thì liên hệ số điện thoại 0856 trên màn hình nha và đây mọi người là một cái đơn bơm hàng nha à, cái đơn bơm này á, là vị khách quen <laughs> nhưng mà đến nơi thì anh không nhận Đến nơi thì anh không nhận ha Ở Cần Thơ thôi mọi người Ở Cần Thơ thôi Anh lành ở Cần Thơ Thì uh, em không cọc á mọi người Khách quen em không cọc nên bị bom nha Và em bị lỗ tiền ship hết uh, Đi về yeah, là 58 ngàn nha đó thì đây là những cái trường hợp mà em cần phải lấy cọc đó mọi người nhưng mà khách quen không lấy cọc mà bị bơm nhưng mà không phải là lúc nào à, khách à, quen cũng bơm đâu tại vì thường khách quen sẽ lấy nhưng mà anh này anh bu anh không chịu lấy rồi vợ anh bắt máy nữa em cũng không biết đường đó thì cái lý do nguyên nhân mà em phải cọc nha cọc trước 50 thì mọi người tự chịu tiền ship hay cọc trước 100 thì em sẽ hỗ trợ tiền ship cho mọi người luôn ha máy trên một triệu thì à, sẽ tặng một bộ sạc cho mọi người nha. Còn mấy dưới một triệu thì chỉ tặng cộng dây sạc như thế này thôi nha. À, hình thức cọc là cọc ngân hàng hoặc chuyển khoản, à, cọc ngân hàng hoặc là cọc cài điện thoại nha, cọc Viettel, Vina gì cũng được. Rồi nếu mà chuyển khoản full tất cả các máy thì em sẽ giảm 50 mươi ngàn, sẽ giảm 50 mươi ngàn ha cho tất cả các máy luôn nha mọi người nha. Rồi. Mọi người liên hệ số điện thoại không từ 9 giờ sáng đến 8 giờ tối ha. Còn không à mọi người không có muốn gọi thì mọi người cứ nhắn tin Zalo cho em ha, nhắn tin Zalo hoặc số điện thoại thường đó thì em sẽ nghe trả lời tin nhắn suốt cho mọi người nha. Rồi, vào máy nha mọi người tiên là em khui bom đi ha hồi nãy là có vị khách kia hỏi cây sáu lút còn không thì cây này là cây sáu lốt nè em đã khui rồi nè mọi người nó nó mới bị gắt ra nè ha cái hộp em đi rất là đẹp và cái hộp về <laughs> thấy ghê đây 6 lốt nha thì em cho mọi người xem nè em mới xé ra nè nè sóc lốt chín trăm năm em vẫn tặng một bộ sạc ha ha có một cái giấy giấy cảm ơn và giấy bảo hành nha và có cái cây chọc sim ở trên cái tờ giấy luôn nha mọi người đừng bỏ tờ giấy nha rồi túi chống sóc nè nói chung là nhiều lắm bình thường thì em sẽ khui đơn bơm cuối cùng nhưng mà bữa nay ngược lại ha khui đơn bơm đầu tiên cho mọi người nha một bộ sạc như thế này rồi cái sắp lút em mở lên cho mọi người nè máy này là máy màu gon nha mọi người máy màu gon nó có xước ở dưới chân nha đó em quay kỹ cho mọi người ha nhưng mà yên tâm đó xước bốn góc như thế này nha mọi người nhưng mà yên tâm cây này em có tặng ốp lưng cho mọi người nên khi mà ốp vào thì mình sẽ đỡ thấy cái xấu nha mọi người mấy màu gon một cây duy nhất thôi cái này thì hồi nãy có anh khách kia anh hỏi rồi nha mọi người đó zalo facebook youtube bình thường hết nha mọi người da sáu mươi bốn g bỏ sim vào là xài thôi không có gì phải ngại hết bỏ sim vào là xài thôi em đã test sim cho mọi người rồi hết rồi nha Zalo Facebook YouTube em sẽ tải sẵn cho mọi người có yêu cầu thì em sẽ tải sẵn cho mọi người luôn nha đó, cái này thì 950.000 vẫn là 950.000 nha mọi người tại vì tiền tiền ship em đã lỗ rồi nha mọi người đó vẫn tặng một bộ sạc như thế này cho mọi người ha cường lực ốp lưng và một bộ sạc nha có khai chụp sim luôn rồi 6 lớp 64g mất vân 950.000 nha mọi người nha có combo rất là rẻ nha mọi người rồi em lên tiếp iPad 2 nha mọi người iPad 2 cái này thì pin uh, nó to mạng nó to pin này là tới uh, hình như là 10.000 9.000 10.000 gì lắm nha mọi người pin rất là cầm luôn em sẽ em test rồi pin rất là cầm và em tặng cho mọi người cái lo bluetooth như thế này nha lo bluetooth này là mới 100 nha mọi người tại vì iPad 2 này lo nó rè lo nó rè nên em tặng lo bluetooth cho mọi người và em test cho mọi người xem ha em có kết nối lo bluetooth rồi đây em đã kết nối nè. Cái lo này là V112 nha. V112. Đây, âm thanh nè. Đấy. Nhạc chung đi ha. Nên tiếp nối lại nha nè, tiếp nối. À, nghe um sùm luôn đó Combo của nó là một bộ sạc với lại cái lo luôn ha Cái lo bluetooth này thì mọi người bật lên như thế này nè Mọi người để cái điện thoại vào Đó là là hát karaoke được nha giật đứng được nha ở dưới chân này thì nó chống trượt nha mọi người chống trượt đó lo này em tặng kèm cái ipad 2 đó nha mọi người em còn hai cây hai cái lo đó nhưng mà em em tặng nhà máy em tặng thôi nha mọi người tặng kèm ipad 2 nha lo rất là lớn luôn nghe rất là ấm luôn nha mọi người nha hãy bán cái này là 550 trăm năm nha mọi người tặng kèm lo rồi đó là giá 550 trăm năm cộng với cộng sạc cộng với một cái cộng sạc như thế này nha mọi người chứ không có cái bộ sạc được tại vì cái cốc sạc nó cái cốc nhỏ như thế này nè nhưng mà cái cốc loại tốt nha mọi người là tới 55.000 một cốc là em không tặng được đó là máy lo và cộng sạc ha là 550.000 rất là lớn luôn mọi người mua về là mọi người liên kết nghe nhạc rồi rất là êm nha nhưng mà mình nghe nhạc bằng Safari nha mọi người nghe nhạc bằng Safari à, ai muốn cần muốn tải ứng dụng thì báo em nhưng mà thường cái này là tải ứng dụng chơi game này kia bình thường thôi nha mọi người chứ không có chơi game cao được Đó. rồi 16 ghi cho mọi người bản này là bản wi-fi không biết có sim không nữa để mình coi cho có sim á thì iPad nó chỉ là lên 4G thôi nha mọi người. À bản có sim luôn nha mọi người. iPad 2, iPad 2 chỉ lên 4G thôi nha mọi người chứ không có thể nào mà mình nghe gọi sim được nha. Để ngắt kết nối để nó kết nối rồi. Rồi 550.000đ nha, quá mềm luôn. Theo iPad mini 2 nha mọi người, iPad mini 2. Con này á thì nó chỉ có 8 inch thôi, 7.9 inch đó mọi người, 8 inch thôi đó. Nhưng mà mình sử dụng YouTube đỏ được nha sử dụng YouTube đỏ được. Những cái ứng dụng em đã tải sẵn cho mọi người rồi nha. Zalo, Facebook, YouTube được à, và YouTube đỏ được nha mọi người. YouTube đỏ được chạy rất là mượt luôn nha. Mini 2. À, con này thì em tặng cho mọi người một bộ sạc nha, một bộ sạc. bán mọi người là sale cho mọi người luôn trong video này là 850 000 Đó iPad em chỉ còn hai cây thôi nha. Mini 2, iPad Mini 2. Tức là có một cái dòng Mini 1 là nó chỉ sử dụng Safari giống như là iPad 2, 3, 3 4 bốn đó. Đó con này thì nó có cái lỗi ở trên đây thôi nó có cái bị đen hai bên gốc này thôi ngoài ra là màn hình nó hiển thị sáng đẹp hết nó chỉ có hơi xấu chút xíu ở trên đó thôi nha mọi người bản này là bản wifi 16 g cho mọi người chỉ 850 trăm năm thôi mình về mình chơi game hoặc là coi youtube đỏ ok nha rồi, rồi con này là 64 mươi g full vân luôn nha mọi người 64 mươi g full zin luôn nha mọi người con này là em thu khắp nha máy màu xám Máy màu xám mọi người nhìn này Cũng còn rất là đẹp nha mọi người nha Còn rất là đẹp Có một số cấn nhẹ ngay cái chỗ mấy cái góc thôi nha mọi người Đó Full luôn nha mọi người Full chức năng luôn 64GB Đây full luôn nè Màn zin men jean 64GB máy eo eo Bỏ sim vào là xài nha mọi người nha 64GB Đây vân tay ha Vân tay đầy đủ luôn nha sáu lớp mà kiếm vân tay thì nói chung là cũng hơi hiếm Hơi khó kiếm nha mọi người Cường lực tặng mọi người cần lượt ốp và bộ sạc nha mọi người bán mọi người là 1 triệu 50.000 1 triệu lễ 50.000 à, 64g full dân tay 1 triệu 50.000 nhưng nếu mà mọi người không lấy sạc thì em sẽ giảm mọi người 50 ha lại còn 1 triệu nha Đó, full zin cây 6 lót nha tiếp theo là Samsung A51 nha mọi người cây này là gam rất là cao nha mọi người gam 6 128g nha có 4 camera 1 flash ở đây. Đó, con này thì chỉ mất cảm biến vân tay thôi nha mọi người, mất vân tay ha. Pin 4.600 rưỡi nha. Cái lưng nó hơi xấu chút xíu em có dán màu đen lại cho mọi người nha. Dán màu đen nhìn cũng rất là đẹp nha mọi người. Rồi. Màn 6.5 inch nha mọi người. Màn zin nha mọi người, màn zin. Đó, bấm hai cái là lên màn hình nha. Bấm hai cái là tắt mở mà màn hình, màn zin đẹp cho mọi người luôn hai sim hai sóng nghe gọi bình thường ha, 6128 con này là mọi người mở khóa bằng mật khẩu à, vuốt màn hình hoặc là bằng khuôn mặt nha, đây đây có khuôn mặt nha mọi người, nó sẽ thay thế ha, khuôn mặt rất là nhạy luôn, vuốt mẫu hình mật mã pin chỉ có vân tay là nó không ăn được thôi. Đó. bán mọi người là một triệu tám năm mươi nha, à, con này thì em sẽ kiếm cường lực và ốp lưng tặng cho mọi người nha, cường lực ốp lưng luôn và một bộ sạc ha nếu như mà không lấy bộ sạc thì còn một triệu tám nha mọi người con này game rất là cao nha ba mọi người chơi game nha sáu một hai tám nha chỉ là nó hơi xấu cái lưng em dán lại thôi ngoài ra là ok rất là ok con này luôn màn zin men zin cho mọi người Game sáu một hai tám nha rất là đẹp nha mọi người nha màn zin nha bấm hai cái là tắt màn hình và bấm hai cái là mở màn hình nha rất là mượt luôn một triệu tám năm nha tặng cường lực ốp lưng bộ sạc nha nếu không lấy sạc thì còn chịu tám cái này á là có anh khách kia anh kêu gửi đi à, có hai người luôn à, nói cọc và anh khách kia anh kêu gửi anh không cọc à, hoặc là anh cọc trễ gì đó thì em cũng không biết nhưng mà em bị bom về đó mọi người nhiều khi em cũng làm biến đi đơn vậy tại vì đi đơn vừa mất thời gian mà vừa à, mất phí ship nữa nên mọi người thông cảm nha tại vì nói chung là bên em thì bán hồi đó tới giờ mọi người cứ nghiên cứu trước khi mọi người mua đó Oppo A15s nha mọi người con này là gam tới nóc luôn gam 8256 nha mọi người đó ba camera đèn flash hai cảm biến vân tay phía sau máy màu nhám xanh rất là đẹp luôn màn 6.5 inch ha tặng một bộ sạc à, bộ sạc luôn cường lực ốp lưng có đầy đủ nha mọi người pin bốn 2 và nói chung là máy này mọi người có thể tặng được nha mua tặng được luôn nha tại vì máy khá là mới và đẹp nữa 9899 nha mọi người nếu như mà em không muốn nói 100 á gam 8256 và máy khá là mượt luôn nha mọi người nha Oppo camera phone thì dĩ nhiên cái độ chụp hình nó rất là nét đó 8 8256 nha mọi người hai sim hai sóng à, A15s nha 1 triệu 650 nha mọi người máy bây giờ là nó rẻ rất là rẻ luôn nha mọi người so với những cái cấu hình những cái năm trước là cấu hình này là giá này không có luôn đó, nhưng mà bây giờ nó quá nhiều máy rồi nên bây giờ nó khá là rẻ trở lại nha mọi người nha. Oppo A15s RAM 256 tới nóc nha. Máy này có thể tặng được cho bé đi học vẫn ok tại vì có một triệu mấy thôi khá là rẻ nha mọi người nha. 650 pin 4.2 Đó 1 triệu 650 nha. Bên từ trái sang phải luôn nha mọi người và cuối cùng có một cái combo rất là rẻ nha. Rồi. Tiếp theo là XZ2 nha mọi người, XZ2 ở sau lưng có xước nha mọi người đây có trầy xước nhẹ nhẹ nha mọi người nha đó 6 in nha gam 464 ghi pin 32 sạc tay cho mọi người về nhìn chung con này thì còn đẹp nếu như mà cái lưng này mọi người dán kiến trong lại là khá là đẹp luôn khá là mới luôn đó và nó có cái lỗi là màn mực nha nếu mà cây này màn nó không mực thì em bán có tầm triệu tư triệu rưỡi nha mọi người đó xz2 android còn khá là cao đây nó có một đốm mực ngay đây nha mọi người ngay cái giờ nè và ngay cái chấm nè ngay bờ khúc bên tay phải nha bên tay phải nói chung là hai chấm như trên đó. đó rồi ngoài ra là ngoài ra là màn đẹp luôn màn đẹp luôn android android 10 ha máy là máy nhật nha mọi người máy này là máy nhật máy nhật nhưng mà máy quốc tế ha máy một sim máy quốc tế bỏ sim vào là xài thôi bỏ sim vào là xài nha mọi người đó ok ban đầu là ban đầu là là cây này à, À cái này là lột keo trước nha mọi người đây Cái keo trước nha Rất là đẹp luôn Ban đầu cái keo trước nhìn tưởng xấu không ai về Lột ra là đẹp như mới luôn nha mọi người Và bán mọi người khá là rẻ luôn nha Có 950 ngàn thôi 950 ngàn tặng mọi người một bộ sạc nha Một bộ sạc cho mọi người nha Để ngày mai em kiếm cường lực em dán hết tất cả các máy để để em coi có thì em dán hết nha Tại vì nhiều khi hết hàng á mọi người Chứ không phải là em không dán cho mọi người đâu Tại cái cường lực nó chỉ có 10.000, 15.000 thôi rồi tiền công thợ dán nữa là ra 25 000 một cái đó. Rồi. XZ2 nha. 464G. Đó 3.200 pin, 950 000 nha mọi người, một cây thôi nha mọi người nha. Rồi, em còn Samsung M02 nha mọi người. Samsung M02 RAM 2 32GB nha. RAM 2 32GB, pin 6.5 inch ha. Ý lộn. Màn 6.5 inch nha, pin là pin 5 ngàn, pin rất là trâu Và cây này hôm bữa tới giờ là em không sạc nha mọi người Em không sạc luôn đó Lưng của nó là lưng uh, lưng uh, sọc, sọc, sọc 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 nè Là trống chống uh, trơn trượt bông tay nấu mà hồi là nói sai chính tả luôn Chống chống <laughs> mà nói là trống <laughs> một cái chấm phản quang nhỏ ngay đây nha tại vì cái màn zin hơi cũ chút xíu nên nó nhiều khi nó có phản quang hoặc là nó có um, ám cho mọi người tùy theo máy cho mọi người đó hai sim hay sóng cho mọi người luôn game 232g bán rẻ cho mọi người luôn là 850.000 thôi 850.000 cây này thì chỉ tặng cộng sạc như thế này thôi nha mọi người pin 5.000 có khá là trâu luôn em coi YouTube là khá là êm ổn luôn nha mọi người đó, m02 còn một cây thôi nha mọi người nha 850.000 Redmi Note 8 nha mọi người Redmi Note 8 thì à, cây này Hình như là trong video trước hầu như là khách hỏi rất là nhiều Khách hỏi hết luôn Nhưng mà khách không có chốt hết Đó khách chốt Ví dụ như 20 cây thì khách chốt có 10 cây thôi mọi người Đó Chứ không có chốt hết nha Nên em còn Với lại khách kêu gửi mà em không cọc là em cũng không có đi được Rồi Ở dưới đây là nó màu tím nha mọi người Trên đây là nó màu xanh đó Tím xanh đó Đó à, Kiểu là cầu vòng Cầu vòng hai màu <laughs> Rồi Um, lưng kính rất là đẹp nha mọi người lưng kính còn rất là đẹp đó bốn camera phía sau một đèn flash một cảm biến vân tay nha mọi người cây này là gam 464 g ha màn 6.3 in sạc tay si cho mọi người luôn pin 4.000 nha nói chung con này thì cũng khá là đẹp nha mọi người còn khá là đẹp dòng redmi thì bán xài rất là trâu nha À, gam 464 màn hình giọt nước và không có bị ém ố chỗ nào hết nha mọi người không bị ém ố chỗ nào hết Mọi người phân biệt giúp em là Redmi 8 nó sẽ rẻ hơn là Redmi Note 8 nha. Ví dụ Redmi 8 thì ở ngoài giá này ở ngoài là Redmi 8 nè. Còn Redmi Note 8 thì nó nó giá ở ngoài thì cỡ tầm 1 triệu 7 triệu 8 nha mọi người. Đó, nay cây này là em bán 1 triệu 4 50 nha. Đó, cái này thì em cũng sẽ kiếm cường lực cho mọi người luôn. Đó, mọi người yên tâm ha. Rồi, Redmi Note 8 nha mọi người. Tất cả mọi thứ ok hết. Cây này là full chức năng nha mọi người nha. Full chức năng mọi thứ cường lực thì em sẽ kiếm cho mọi người nha rồi một triệu tư năm mươi nha mọi người một triệu tư năm mươi nha Tại em không có nói là không có lấy sạc giảm 50 mấy trên 1 triệu nha mọi người thì à, nói từng máy nhiều khi em quên đó mọi người thì từng máy máy nào mà không lấy sạc mà trên một triệu thì em sẽ giảm 50.000 cho mọi người yên tâm ha rồi, chơi bốn cũng rất là nhiều khách hỏi luôn nhưng mà không chưa có chốt cộng nha mọi người. Camera là 1 2 3 4 nè, camera đèn flash cả biển vân tay phía sau ha. Chỗ này nó hơi xấu chút xíu nè. À, nó dính nó dính keo á mọi người tại vì à, cái cây này là khách dán keo ha, khách dán keo tới đây. Đó. Rồi, máy nhám ha, nói chung là máy còn đẹp nha mọi người. RAM 464 g và pin con này rất là trâu. Ở dưới đây nó có một xước nhẹ, những xước nhẹ ngay cái chỗ cái cái chui cắm sạc nha mọi người đó, ngoài ra là ok luôn đó, 6 5 inch ha pin rất là trâu pin 5 ngàn nha mọi người pin 5 ngàn camera đục lỗ phía bên tay trái nha camera đục lỗ phía bên tay trái cái này là hiển thị giao diện ánh sáng đêm á mọi người em tắt cái cái ánh sáng đêm rồi đó màn hình đẹp nứt nở nha mọi người màn hình hiển thị đẹp nứt nở 6.5 inch pin 5 ngàn đó Vsmart Joy 4 nha mọi người, Vsmart Joy 4 giá khá là mềm luôn, 1 triệu 250 nếu mà không lấy sạc thì còn là 1 triệu 2 nha mọi người nha. Đó. 4, Joy 3 em bán rồi nha, Joy 3 trong video trước em bán rồi, đây còn Joy 4 nha mọi người nha. 1 triệu 250 không lấy sạc là 1 triệu 2 nha. Gam 64 ghi mà giá này là quá là hời luôn mọi người. Mọi người ra tiệm cửa hàng gần nhất cũng không bao giờ có giá này được. Tại vì nó trả tiền máy lạnh mặt bằng này kia rồi đó. Còn cái này máy lạnh em xài chui. <laughs> <laughs> em xài chui máy lạnh nó không có cần trả tiền cho mọi người nha nó nhỏ nhỏ thôi mọi người đừng mét ai nghe <laughs> rồi tiếp theo là a bảy hai nha mọi người con này là gam 4 mà nhớ 64 mươi ghi luôn ra màn là 6 in pin ba nghìn ba lưng sau đẹp con này nó chỉ có cái viền xấu đó nha mọi người lưng sau là đẹp nhưng mà có nhâm nha do khách dùng ốp nên có nhâm đây viền xấu quá cái viền này mọi người cần thì em dán lại cho mọi người nha cần thì em dán lại cho mọi người nha cần thì dán màu xanh lại cho mọi người nha cái viền nó chốc không chốc Ví dụ nếu mà nó đây em nói mọi người nghe nè nè ví dụ như nó chốc một cái lớp xanh dương này ra đây đó nó còn lại một cái lớp xanh à, lợt đó thì nó cũng đẹp đúng không mà nó chốc lõm 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 đi sà mau vậy đó đó nó chóc như thế này nè à, em có cái cách đó là mọi người dùng băng keo quá mọi người dán lên cái mình kéo ra mình dán lên kéo ra thì cái lớp sơn xanh này nó sẽ chốc đi thì nó còn cái lớp à, xanh lợt lại nhưng mà cái cái nền màu xanh đó, dương đậm thì nếu mà được thì em sẽ đi dán cái viền cho mọi người dán chỉ cái viền thôi rồi cái em chùm cái trong lên là rất là đẹp nha đó ba camera một flash ha hình như cảm biến vân tay bên hông nha mọi người cảm biến vân tay bên hông đó là phím nguồn luôn đó. A7 tám nha mọi người Bán mọi người là 990 ngàn Tặng mọi người là Để em kiếm cường lực cho mọi người Cường lực em không hứa nha Nhưng mà em kiếm có thì em sẽ dán cho mọi người miễn phí Đó à, 990 ngàn Con này thì có cái ốp lưng nè Có ốp lưng khá là đẹp nha Ốp lưng còn khá là đẹp thì à, nếu như mà không dán lại á, dán lại thì tốn thêm 20 ngàn cho mọi người đó còn không dán lại thì để cái ốp lưng về xài nè bình thường không có gì hết á cái ốp lưng vẫn đẹp bình thường luôn 990 000 cho mọi người nha con này thì tặng bộ sạc cho mọi người nếu mà không lấy sạc giảm 50 cho mọi người nha một em ớt 7 ẹt đây ớt 7 ẹt con này á, là khách dùng nó bị xước lưng rất là nhiều nha mọi người nó bị xước lưng rất là nhiều nên em thay cái lưng zin khác làm cái lưng vàng ha lưng vàng đi kèm với cái cái khay sim màu vàng luôn đó lưng vàng đi kèm với khay sim màu vàng đó nhưng mà cái viền nè cái viền mọi người thấy không viền đen máy đen rồi bây giờ em cho mọi người hai lựa chọn hai lựa chọn hai lựa chọn như trời ơi, nói chuyện gì đó nói chuyện tại đây rồi lựa chọn thứ nhất là để đại như vậy luôn ha để đại như vậy luôn còn lựa chọn thứ hai là mọi người muốn dán màu đen thì em sẽ dán màu đen lên nhưng mà dán màu đen lên cái nó mất chữ samsung với cái galaxy s 7 s này rồi để dán chi ha dáng nó đẹp vậy rồi dáng thấy nó kỳ đó cây này là gam 464 ha màn là 5.5 in nha pin 3600 1 triệu lẻ 50.000 màn hình zin không ám nha mọi người màn hình zin không ám pin cầm đó những cái số những cái này cũng còn rất là đậm nè ha rất là đẹp luôn màn này là màn mới mới lột keo nha mọi người mới lột keo và màn không ám luôn ha chỉ có cái nút home của nó hơi xước thôi tại vì hình như là khách bấm nhiều quá bấm bằng ngón tay á đó mọi người coi cái màn nè thèm dữ chưa dữ chưa đó cái màn là không nứt không nẻ không gì hết và rất là đẹp luôn cái màn ếch bảy ẹp như thế này <laughs> là giá đó ghi riêng cái màn zin nha mọi người là giá cũng gần một cũ em nói là cái màn zin nha còn cái màn thay thì em không biết bao nhiêu đó nó bán mạng gì đó nó bán mạng gì đó rồi chắc cỡ 800 ngàn á cái màn á rồi một triệu lẻ năm mươi ngàn nha nếu như mà không lấy sạc thì còn một triệu tròn nha mọi người s bảy ẹt s bảy ẹt nha rất là đẹp luôn thôi mọi người để gì đi cho nó độc lã ha khỏi cần dán cái lưng chin cho nó xấu thường nó là những con samsung cũ thì nó sẽ bị ám nhưng mà con này nó không ám luôn trời nó không ám luôn đó đẹp luôn triệu nha tiếp theo là em samsung a 21 mươi nha mọi người con này là em đổi với khách nha mọi người nha em đổi con a 71 lấy con này đổi nha lưng đẹp ken nha mọi người lưng đẹp ken đó bốn camera ha một đèn flash ha nói chung là con này chạy rất là nhanh nha mọi người chạy rất là nhanh gam 3g bộ nhớ 32g nhưng mà nó đời sau nên có thể nó sẽ bằng với là gam 4g nha mọi người. Đó, sạc tay si nha mọi người, con này khá là đẹp luôn, máy còn mới luôn nha mọi người nha. Máy còn mới khá là đẹp. Mọi người mua thẻ nhớ em có ghim link ở dưới cho mọi người săn thẻ nhớ rất là rẻ luôn mọi người mua thẻ nhớ 64GB là mọi người bỏ vào được rồi Nhưng mà được cái là cái cấu hình nó rất là cao nha mọi người 6.5 inch và pin 5000 camera đục lỗ với phía bên trái nha mọi người Và màn rất là đẹp luôn Màn không có chạy xước nha mọi người Màn không có chạy xước á Em bóc tới bóc lui em dán giá này kia rồi đó cái nó dính keo Nhưng mà cây này thì chắc em nghĩ là có cường lực liền đó, Có cường lực liền dán cho mọi người nha Có ốp lưng cho mọi người luôn Ốp lưng da ha rất là đẹp Ốp lưng không cường lực không là cũng hơn 50.000 rồi đó mọi người à, Rất là mượt nha Xài rất là êm luôn Bán mọi người là 1 triệu 550 000 nha Nếu mà không lấy sạc thì còn 1 triệu rưỡi Hôm bữa anh kia nó trả giá em 1 triệu tư Mọi người em không bán Lỗ, triệu lỗ Rồi, pin 5 000 nha mọi người Con này khá là êm nha mọi người nha Bỏ thẻ nhớ vào là bao mọi người xài luôn Đó, Bao mọi người xài luôn nha Máy đẹp 98, 99 luôn á a 21 ớt ha 650 bị 5 ngàn Samsung a 10 ớt ha Cây màu xanh em bán rồi nha mọi người Trong video trước thì em bán rất là nhiều nha Và cây màu đen em đang sử dụng Máy phụ nghe gọi với mọi người nha 850 ngàn nha mọi người Ở sau lưng thì nó có uh, nhâm, nhâm 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 nha Đó. Nhâm, 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 nhâm để em lục uh, như là còn ốp uh, nếu mà, nếu mà còn ốp thì em tặng cho mọi người Những cái ốp thanh lý lần trước em mua một đống luôn Đó A10S à, nha mọi người Mấy màu đen sạc micro nha mọi người Và con này pin mọi người Bao mọi người trâu bò luôn Trời hai ba bữa rồi đó mà em không sạc Mà em nghe gọi suốt luôn Nhưng mà vẫn không hết pin nha Nãy là khách khách Rồi à, Cây này là có một cái chấm phản quang nhỏ Ngay đây nha mọi người ngay đây nè đó Ngoài ra là màn hình hiển thị đẹp nha Màn hình hiển thị đẹp Gam 2 16GB 850.000 nha mọi người Con này là mọi người để Ý uh... à, gam 232 Em nhầm nha gam 232 nha Gam 232 Con này là mọi người để nghe gọi giống như em Hoặc là mọi người xài Zalo Facebook, Youtube Máy phụ là ngon cơm luôn Chỉ có 850.000 thôi mọi người A10 s nha A10 ớt chỉ có 850.000 thôi Dùng con này xài pin khá là cầm luôn nha mọi người Khá là cầm luôn Em không nghĩ là nó cầm pin tới cỡ gì đó mọi người đó, Em nghe gọi ba bốn bữa rồi nè em sạc đầy nghe gọi ba bốn bữa mà vẫn còn pin luôn đó 850 ngàn nha mọi người con này thì chỉ có cái cộng sạc như thế này thôi nha và cuối cùng là combo iPhone X bypass không sử dụng sim và iPhone 5s nha nếu như mà iPhone 5s mấy màu gon nha mọi người 32 g nha mọi người nha 32 g mấy để em coi mấy gì mất vân không ta màn zin có ém vàng nha mọi người màn zin có ém vàng đây mọi người thấy không nó có cái ám cái ám ở trên nó không có đều nha đó còn xung quanh là ám vàng hết và con này xài 4G bình thường nha mọi người 5 ớt là 32G nha 32G à, em xem mất vân nha mất vân tay nếu như mà mua lẻ con này là 550.000 nha nếu mua lẻ 550.000 còn khi mà mua với iPhone X iPhone X này là pin em mới thay nha mọi người cái lưng nó hơi xấu chút xíu nha cái lưng nó hơi nhầm xấu chút xíu iphone x này là không sử dụng được sim nên em bán combo với năm hết nha mọi người không sử dụng được sim con này nếu mà bán riêng á là một triệu tám năm mươi triệu tám này rồi em kéo ra con này màn rất là đẹp luôn nha mọi người màn rất là đẹp luôn màn còn rất là đẹp nha và pin em cho mọi người xem nè em chơi hết ga mọi người luôn pin thay mới một trăm phần trăm nha mọi người pin thay mới một trăm phần trăm đây nó không có file id và nó bị sự cố về sim nhưng mà em cũng không biết như thế nào nha mọi người đó con này thì nó kêu đăng nhập cái cái ai lao hoài à để nữa đăng nhập sau nha mọi người nha rồi con này thì bao người tải rồi, tại vì cái iOS nó rất là cao luôn, iOS nó tới Đây, iOS nó 16.7.9 nha, 16.7.9 nó chỉ không xài sim thôi. Nên em bán combo với 5 ớt nha mọi người. Hai em này là 1 triệu 999. Wow. Tin được không? Tin được không? Nếu như mọi người cần xài sim nghe gọi, lấy con này. Còn mọi người sử dụng để Zalo, Facebook, YouTube, Messenger, TikTok này kia thì con này ha. Đó, nó kêu đăng nhập vô để tải ứng dụng nha mọi người. 1 triệu 999 ngàn combo iPhone X, iPad và 5S nha. Quá là xịn sò luôn, quá quá là êm cho một bộ combo này và em chỉ tặng một bộ sạc cho iPhone X nha. Bộ sạc như thế này. Đó. Rồi. Ok ha. Nếu mà mua chung á, mua riêng thì con này là 1 triệu 8 năm ha, con này là rưỡi, Mua chung 1 triệu 999 000 Một chung là 1 triệu 999 ngàn Combo nha Một combo duy nhất thôi nha mọi người Rồi à, Mọi người bấm vào cái link ở phía dưới Nó liên kết lại cái Youtube kênh Youtube của em Youtube phụ của em để đọc chuyện này kia đó Mấy bữa nay em chưa cố gắng để đọc chuyện Chắc ngày mai em sẽ đọc chuyện cho mọi người nghe nha Rồi mọi người đăng ký kênh và like kênh giúp em nha mọi người 700 mấy rồi chưa lên được 1 ngàn nữa rồi cái thứ hai là những cái hàng mua ở shopee với mọi người bấm như link ở dưới em cũng có đính kèm link ở dưới để mọi người mua những cái phụ kiện mọi người bấm vô link tự động nó sẽ giảm phần trăm cho mọi người thôi đó, à, em có những cái vô ở trong đó đó là mọi người mua những cái thẻ nhớ nè hoặc mọi người mua pin hoặc là mọi người mua phụ kiện tai nghe hoặc như thế nào đó thì nó sẽ giảm giá hơn là mọi người mua cái link ở ngoài nha rồi À, đó là những uh, gì mà em muốn nói trong ngày, video ngày hôm nay nha mọi người đó, tránh bom hàng thì mọi người cộng giúp em 50 em cũng đi đơn toàn quốc nha mọi người nha mọi người nghiên cứu rồi mọi người hãy uh, mua máy nha mọi người nghiên cứu tại vì em cũng không muốn khách mình nghi ngờ đó rồi xin chào hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo nha bye bye